Tập phim may mắn đã quay trở lại với quý khán giả rồi đây. Hãy cùng xem câu hỏi của tập phim ngày hôm nay nhé. Trong tập 2, Vương Hiểu Hy đã chạm mặt Học Ninh trong quá trình vận chuyển món hàng gì? Đáp án A, than. Đáp án B, lương thực. Và đáp án C, súng đạn. Các bạn hãy truy cập vào bấm like fanpage Long An TV đã phát thanh và truyền hình Long An tại địa chỉ facebook.com/longantv. Chia sẻ công khai video câu hỏi của tập phim vừa phát sóng kèm theo bài đăng là câu trả lời của bạn với cú pháp hashtag VCLA tập phim khoảng trắng đáp án A, B hoặc C. Ví dụ bạn chọn đáp án B cho câu hỏi ở tập 2, hãy chia sẻ bài đăng như sau: hashtag VCLA2 khoảng trắng B. Phần quà trị giá 200.000 đồng sẽ dành cho vị khán giả nào trả lời đúng đáp án của tập phim may mắn. Bài share nhận được nhiều lượt thể hiện cảm xúc nhất. Live fanpage Long An TV để phát thanh và truyền hình Long An. Chia sẻ công khai video câu hỏi của tập phim vừa phát sóng. Kết quả sẽ được chúng tôi tổng hợp và phát sóng vào lúc 20:55 tối thứ hai hàng tuần. Đồng thời đăng tải lên fanpage cũng như là kênh YouTube Long An TV. Chúc các bạn may mắn! Các bạn có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.